Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2022. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Cao Đạt. Giờ này là giờ tan sở nè. Em đang trên đường từ công ty đi về nhà. Nhưng mà trước khi về nhà thì ghé bên quận 7 để gửi cái laptop cho một vị khách. Nhưng mà chiều hôm nay thì kẹt xe quá và dự định là sẽ ghé con đường Khải Định cũng như là con đường Nguyễn Thị Tần ngày nay, thì gửi anh chị những hình ảnh ở khu xóm quận 8 hẻm 119B và mình đi quẹo vô khu chợ nhỏ Cao Đạt nè, hẻm chùa Thiện Mỹ, để xem hình ảnh chợ Cao Đạt buổi chiều như thế nào. Đường này thì mình đi tắt ra cầu chữ Y cho nó gần, với lại không bị kẹt xe. Chợ Cao Đạt thì đã giải tỏa rồi, cấm bán từ lúc sau dịch rồi ha. Và con hẻm bây giờ rất là thông thoáng và rất là nhiều những ngôi nhà mới, đã được xây lên, nhà lớn quá trời lớn rồi, hẻm rất là rộng ha. Chúng ta quẹo trái nha. Buổi chiều ở cầu chữ Y này kẹt xe rất là nhiều nên thành ra người ta đi bằng những con hẻm ở trong chợ Cao Đạt nè. Hẻm này thông ra tới đường Nguyễn Biểu. Hẻm này là hẻm 55 Nguyễn Biểu. Và cái hẻm 119B mấy bữa thì em đi tìm không có ra. Nhưng mà sau đó nhận lại cái lời chia sẻ của cô chú anh chị. Đó là khi mà xuống cầu chữ Y phía bên cánh trái thì có một cái hẻm. Thì chúng ta đi vô hẻm đó ha. Hẻm đó được gọi là hẻm Sao Mai. Không biết cô chú anh chị có quen thuộc không. Hẻm này xe quá trời luôn. Nhưng mà ở đây đỡ hơn là ở ngoài đường. Hẻm ngày nay thì rất là rộng ha. Nhưng mà ở cái hẻm này thì cũng hơi là ồn á, do là chiều á xe cộ người ta ra vô liên tục nè, do là người ta tránh cái chỗ kẹt xe ngay ngã ba Cao Đạt với lại Nguyễn Biểu á, chỗ bánh mì Tư Sườn á, xe đông lắm. Chúng ta ra Nguyễn Biểu rồi nè. Rồi lên cầu chữ Y nha. Hôm nay là Sài Gòn ảnh hưởng của cơn bão Noru. Cơn bão kéo đổ bộ vào miền Trung. Mưa ở đây mưa thì không có nhiều nhưng mà thời tiết thì không được đẹp cho lắm. Bây giờ cũng đang chuyển mưa. Bây giờ là hơn 5:30. Giờ này là giờ tan sở rồi. Cầu chữ Y thì buổi chiều buổi tối hay có nhiều cái hoàn cảnh người ta ngồi trên cầu nè. Người lớn có, người nhỏ có, người trẻ cũng có. Ở dòng kênh Tàu Hủ đây. Ngày nay là rất là đẹp nè ha. Bên trái là cái bờ kè. Bên con đường Hưng Phú. Chúng ta đi thẳng xuống dốc cầu chữ Y là con đường, có con đường Dạ Nam cắt ngang và đi thẳng là con đường Nguyễn Thị Tần, cũng như là con đường Khải Định ngày xưa. Bên đây là dòng kênh đôi. Bên cánh trái là con đường Phạm Thế Hiển, có một khu xóm ven sông. Chúng ta đi vô
khu xóm ở gần gần với chợ chợ Rạch Ông. Hôm nay chắc cái video clip này ngắn ngắn thôi, tại vì sợ hồi nữa trời mưa quá. Đáng lý ra hôm qua là ngày Chủ nhật, em đi lòng vòng thì mang buổi trưa để anh chị sẽ nhìn rõ hơn khung cảnh trời chiều, khung cảnh ở Sài Gòn. Nhưng mà do là hôm qua không có công việc nên thành ra không có đi được buổi trưa ban ngày, mà hôm nay đi trong một buổi chiều tối đó. Ông ta bắt đầu đi vào con đường Khải Định ngày xưa. Không biết cô chú anh chị có quen thuộc với những ngôi nhà thế này, với cái khung cảnh ngay ngã tư Dạ Nam và con đường Nguyễn Hiệu Tần. Hướng này là dốc lên dốc cầu nè, chúng ta nhìn lại con đường mình vừa đi qua, con đường chúng ta vừa đi qua. Bên đây là cũng Dạ Nam luôn, đi thẳng ra Phạm Thế Hiển. Rồi chúng ta đi thẳng ha, nhìn bên cánh trái có con hẻm, con hẻm mang số để em nhìn coi số mấy đây. Do là con đường đã đổi tên và cái số nhà cũng đã đổi nên là cái địa chỉ lại khác. Ở bên ngoài là hẻm 47 hẻm 47 đường Nguyễn Thị Tần ở khu phố 3. Rồi chúng ta sẽ đi lên tới chút xíu nữa mình sẽ quành trở lại ha. Bên phải là con đường Đặng Chất. Chúng ta quay trở lại. Ở khu vực này bán rất là nhiều vàng. Đi tới chợ Đặng Ông là đông lắm. Rồi chúng ta quẹo trở lại nha. Mình đi thẳng vô hẻm 47 để nhìn ngôi nhà số 72. Không biết ngày nay là vị trí nào đây. Đầu hẻm có phòng khám. Không biết giờ này có tối không, camera có anh chị và các bạn nhìn thấy có rõ không? Đúng là 119B luôn á, không ngờ luôn ha. Ở ngoài là 47, ở trong là 119. Nhưng mà để em kiếm cái số 72 bây giờ cũng hơi khó. Ở đây số 37 nè. Nhà ngay góc là số 37. Có cái hẻm nhỏ. Để em xem cái lời chia sẻ của cô chú anh chị. Nhà nằm bên tay phải hả? Đúng rồi, 72 là số chẵn mà. Số chẵn là đi tới chút. Bên phải là tới số 36 rồi. Không biết cái hẻm này nó có đi thông ra cái hẻm phía bên chỗ cái cua chỗ đường Dạ Nam không á. Bên phải là tới số 46 rồi. 119. Xếp 60. 62. Con số nhà thì địa chỉ mới là 47 xịt mấy ha. Con số nhà vẫn còn địa chỉ cũ. Đây. Rồi đây là đối diện căn nhà xưa của cô chú anh chị và ngôi nhà số 70 và 72 nằm kế bên nhau. Không biết cô chú anh chị có hình dung không? Ngôi nhà này kế bên cái hẻm nhỏ nhỏ nè. Ngày nay thì nhà xây lên rất là đẹp ha.
do đứng hơi gần, do cái hẻm nó cũng hơi nhỏ. Đối diện nhà là doanh nghiệp vàng Trúc Em. Rồi chúng ta đi thẳng nữa ha. Nhà 72 ngày nay rất là đẹp. Chúng ta nhìn lại một lần nữa. Rồi. Rồi kế nhà 72 là 74. Rồi vô đây có mỗi khu xóm. Mình đi khám phá thử ha. Ở đây còn cái miếu nè, miếu Ngũ Hành. Rồi ta vòng vòng vô hẻm này thử xem sao. Bát Rạc, 100 Dương Bát Rạc. Ủa, vậy là hẻm này đi ra đường Dương Bát Rạc luôn hả? Cô chú anh chị có hình dung không? Cái vị trí ngôi nhà của chúng ta ngày hôm nay, và ngôi nhà cũng đã xây lên mới rất là đẹp. Chúng ta đi vô cái hẻm thiệt là nhỏ. Wow, hẻm này ra chợ luôn hả? Chợ quẹo phải là ra chợ Đà Thông. Quẹo trái là ra đường Dương Bá Trạc. Buổi chiều xe cộ khá là đông ha. Do phía trước nhà lúc nãy là đối diện nhà là cái tiệm vàng, đứng hơi lâu chó sủa quá đó, nên thành ra không tiện quay đối diện ha. Nhưng mà hy vọng là cô chú anh chị cũng hình dung được cái ngôi nhà của mình, cái vị trí ngày hôm nay nó như thế nào. Bây giờ qua đường mà hơi khó quá nè. Qua đại người ta nhường mình chứ mình đứng hoài là cái luồng xe nó liên tục quá. Vậy là nếu ngày xưa cô chú anh chị ở khu xóm đó thì chắc có lẽ đi ra chợ Rạch Ông cũng cũng gần ha. Đi bằng hẻm cũng được, đi bằng đường lớn cũng được. Coi như là hôm nay tìm được ngôi nhà xưa mang địa chỉ hẻm 47, nhưng mà ngôi nhà vẫn còn cái địa chỉ cũ 119B/72. Hy vọng thông qua những hình ảnh này thì cô chú anh chị cũng hình dung được cái khu xóm của mình ngày hôm nay nó như thế nào ha. Nhờ cái lời yêu cầu này, Vô Lâm TV lại biết thêm một con đường tắt nữa mỗi khi kẹt xe, và biết thêm một cái ngõ hẻm nữa ở Sài Gòn. Hồi nãy hình dung tưởng đâu là cái hẻm thông ra đường Dạ Nam, nhưng mà đi lòng vòng hồi nó ra tới Dương Bá Trạc luôn. Hẻm 100 Dương Bá Trạc dài thiệt là dài luôn. Chúng ta ra đây là con đường Dương Bá Trạc rồi. Trời cũng chưa có mưa, cũng còn hơi sáng sáng một chút. Nhưng mà anh chị chúng ta tiếp tục đi một vòng nữa ha. Tưởng đâu là trời mưa và trời tối thì kết thúc sớm, còn chưa thì chúng ta đi dạo một vòng nữa coi trời chiều ở Sài Gòn
nó như thế nào ha. À, giờ này là giờ người ta đi làm về, học sinh cũng tan học, rồi ai cũng tranh thủ về nhà và dùng bữa tối, ăn cơm chiều. Có người đi làm về trước khi về thì ghé chợ mua chút này chút kia, rồi về nấu nướng. Có người đi về chở vợ con, chở gia đình đi ăn, hoặc là mua cái gì đó người ta nấu sẵn về ăn là xong. Bình thường ở Sài Gòn thì mua đồ ăn rất là dễ, món gì cũng có, món ngon ba miền luôn ha, thậm chí món ngon từ các nước đủ loại hết, món Thái hay là món Nhật hay là món Hàn gì cũng có. Đó, con nít nào mà khó ăn chỉ cần mua một phần KFC, phần gà rán hoặc là phần mì Ý hoặc là phần pizza là xong. Đó, nhưng mà gà rán thì ăn hoài cũng không tốt ha. Đó, trước mặt ta đó là cầu Nguyễn Văn Cừ, cây cầu nối liền giữa đôi bờ quận 8 và quận nhất, quận 5. Đó, đi qua bên kia là quận nhất, quận 5. Đó, rồi, trời bây giờ cũng nhiễu mưa rồi. Qua. Wow. Hy vọng là đừng có mưa lớn để em đi gửi cái laptop xong rồi hãy tính. Mưa cái là người ta chạy nháo nhào luôn á, ai cũng tranh thủ giọt lẹ. Đó, nói gì cho cái ổ gà. Đó, chúng ta ra đây là con đường Phạm Thế Hiển đây nè, ngoài phải là cầu Rạch Ông. Rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Một lần nữa chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rồi dừng lại mặc áo mưa thôi.